Unit 25. Murder at the Gurney Manor. Part 2. Thanh tra viên. Inspector. Inspector. Phụ trách. To be in charge of, to be in charge of. Anh phụ trách bộ phận nào? Which department are you in charge of? Which department are you in charge of? Bằng chứng. Evidence. Evidence. Bằng chứng ngoại phạm. Alibi. Alibi. Chứng minh. Prove. Prove. Động cơ, làm một việc gì đó. Motive. Motive. Dấu chân. Footprint. Footprint. Dấu vân tay. Fingerprint. Fingerprint. Người ngoài. Outsider. Outsider. Nghi ngờ. Suspicious. Suspicious. Kẻ tình nghi. Suspect. Suspect. Nhân vật. Character. Character. Thu hút, hấp dẫn. Attractive. Attractive. Sự hấp dẫn, sự thu hút. Attractiveness. Attractiveness. Được nhiều người ưa thích. Popular. Popular. Một người không ai ưa. A very unpopular man. A very unpopular man. Tủ bếp. Cabot. Cabot. Những điều không tốt trong gia đình, người ngoài không biết. Skeleton in the cupboard. Skeleton in the cupboard. Thanh tra viên. Phụ trách. Anh phụ trách bộ phận nào? Bằng chứng. Bằng chứng ngoại phạm. Chứng minh.
động cơ để làm một việc gì đó. Dấu chân, dấu vân tay, người ngoài, nghi ngờ, cảm thấy nghi ngờ, kẻ tình nghi, nhân vật, thu hút, hấp dẫn, sự hấp dẫn, sự thu hút, được nhiều người ưa thích, yêu mến, một người không ai ưa, tủ bếp, những điều không tốt trong gia đình, người ngoài không biết, inspector, to be in charge of, to be in charge of. Which department are you in charge of? Evidence, alibi, proof, motive, footprint, fingerprint, outsider, suspicious, suspect, character, attractive, attractiveness, popular, a very unpopular man, cupboard, skeleton in the cupboard,